báo cáo dựa trên phân tích về chu kỳ kinh tế hiện tại, tình hình thị trường đầu tư tại châu Á-Thái Bình Dương trong nửa đầu năm 2024, các dự báo trong tương lai và các chiến lược đầu tư chính tại khu vực. Dòng vốn 70 tỷ đô la Mỹ đang dự đoán sẽ đi vào đầu tư nợ và các tài sản có tiềm năng gia tăng giá trị. Như vậy, đây chính là cơ hội để Việt Nam thu hút nguồn vốn cho lĩnh vực bất động sản. Bởi tại thời điểm này, thị trường bất động sản đang có một số tín hiệu tích cực, đặc biệt bất động sản công nghiệp đang nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp lớn trên thế giới và trong khu vực. Đồng thời, cơ chế chính sách sẽ dần tháo gỡ sau ngày 1 tháng 8. Do vậy, dự báo các nhà đầu tư sẽ nhắm mục tiêu vào các khoản đầu tư có cơ hội và có giá trị gia tăng như bất động sản, bao gồm cả trái phiếu.